Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trân Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ai nên dùng cây bìm bìm xương khỉ, tác dụng của cây bìm bìm xương khỉ điều trị bệnh ung thư. Cây bìm bìm xương khỉ là một trong những loại cây có rất nhiều thành phần dược liệu quý, do đó nó đã được biết đến từ thời xưa dùng để hỗ trợ chữa trị bệnh ung thư khá tốt và rất nổi tiếng trong dân gian. Chất flavonoid có trong thân và lá xương khỉ chính là chất chống ung thư mạnh mẽ. Công dụng chữa bệnh của nó dần được nhiều người biết đến và khá phổ biến. Nhiều nước khác tìm kiếm để chiết xuất thành phần thuốc phục vụ cho con người. Vì thế, khi nhắc đến cây bìm bìm xương khỉ thì nó là một lựa chọn ưu tiên đối với những người mắc bệnh ung thư. Thành phần hóa học của cây bìm bìm xương khỉ. Theo nhiều nghiên cứu khoa học đều cho thấy trong cây bìm bìm xương khỉ có hoạt chất flavonoid rất cao. Chất này có tác dụng chống viêm và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng cho hệ miễn dịch. Bên cạnh đó thì cây cũng chứa hàm lượng canxi lớn, có tác dụng góp phần củng cố cho sự vững chắc của hệ xương, ngăn ngừa sự đau nhức xương khớp. Ngoài ra còn có rất nhiều các axit amin, các khoáng chất, vitamin cần thiết cho cơ thể. Công dụng của cây bìm bìm xương khỉ. Bìm bìm xương khỉ là một loại thảo dược quý với nhiều thành phần dược liệu tốt, hỗ trợ rất nhiều đối với y học cổ truyền cũng như y học hiện đại trong việc chữa trị bệnh như sau. Công dụng của cây xương khỉ theo y học hiện đại. Ngày nay đối với y học hiện đại, xương khỉ được biết đến với nhiều công dụng hữu ích. Nhờ sự tiến bộ của khoa học, thành phần dược chất quý hiếm được tìm thấy như sau: hỗ trợ chữa trị các bệnh nhân mắc phải bệnh ung thư giai đoạn mới phát triển, bệnh nhân giai đoạn đầu. Có công dụng tốt trong việc hỗ trợ cầm máu, làm giảm các vết thương, sẹo, các bệnh về da. Trong đông y, bìm bìm xương khỉ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, tannin, flavone, glycosin, v.v. Chính những chất này tạo nên giá trị y học cho nó. Sau đây là một số công dụng chữa bệnh đối với cây bìm bìm xương khỉ: cung cấp dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, điều trị viêm họng, viêm dạ dày, các bệnh ngoài da như vàng da, vàng mắt, giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol cao, hỗ trợ điều trị viêm gan, mát gan, lợi mật, cải thiện huyết áp, lưu thông máu. Công dụng điều trị đau nhức xương khớp, phòng tê thấp, còi xương, gãy xương, giúp mau chóng liền xương do chấn thương, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư phổi, u hạch, ung thư gan, v.v. giúp giảm men gan, phục hồi các chức năng gan bị tổn thương do bia rượu, các chất độc hại. Tác dụng của cây bìm bìm xương khỉ đối với bệnh trĩ. Bệnh trĩ là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Tuy nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng lại khiến cho người bệnh có cảm giác rất khó chịu, đau sát. Thậm chí nếu để lâu, không chữa trị có thể dẫn đến ung thư. Dùng xương khỉ để chữa trị bệnh trĩ là bài thuốc giúp điều trị bệnh hiệu quả ngay tại nhà mà không tốn chi phí. Tác dụng của cây xương khỉ đối với bệnh đau dạ dày. Có rất nhiều bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày hiệu quả như dùng nghệ vàng kết hợp với mật ong. Tuy nhiên, xương khỉ cũng là một trong những phương pháp hay có thể dùng để chữa đau dạ dày được lưu truyền từ xưa cho đến ngày nay. Tác dụng của cây bìm bìm xương khỉ đối với bệnh viêm gan, xơ gan. Những người hay dùng đồ ăn cay nóng, dầu mỡ hoặc uống nhiều bia rượu rất hay dẫn đến tình trạng viêm gan, xơ gan. Bệnh này để lâu sẽ khiến chức năng gan giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, những người bệnh này nên dùng cây xương khỉ sắc uống mỗi ngày để cải thiện tình trạng trên. Tác dụng của cây bìm bìm xương khỉ đối với bệnh lở loét. Lá xương khỉ có khả năng chống viêm nhiễm và chữa các bệnh lở loét trên cơ thể. Chỉ cần giã nát dược liệu cùng một ít muối rồi đắp vào vết thương là được. Cách này sẽ giúp vết thương được hút mủ, giảm đau, giảm sưng tấy và hạn chế vết sẹo lồi. Tác dụng của cây xương khỉ đối với bệnh viêm xoang. Điều trị viêm xoang là một trong những tác dụng lớn nhất của dược liệu này. Bệnh này rất hay gặp ở mọi lứa tuổi, gây cảm giác khó chịu khi thở và có thể dẫn đến đau đầu, chóng mặt, chảy nước mũi không ngừng. Nếu gặp phải các triệu chứng viêm xoang thì nên sắc nước xương khỉ uống ngay. Tác dụng của cây xương khỉ đối với bệnh thận. Dược liệu có tác dụng rất tốt đối với những bệnh nhân bị bệnh thận. Khi gặp các triệu chứng như đái buốt, đái rắt, khó tiểu hoặc đái ra máu thì nên sử dụng cây xương khỉ ngay. Lá non của cây có khả năng trị các vấn đề này rất hiệu quả. Hiện nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu khoa học về khả năng điều trị ung thư của cây bìm bìm xương khỉ. Tuy nhiên, theo y học cổ truyền thì cây này có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn đầu rất tốt. Ung thư luôn là mối lo ngại của rất nhiều người bởi vì đây là một căn bệnh nan y khó điều trị. Ở giai đoạn đầu của bệnh thường có các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, v.v. Lúc này người bệnh nên dùng lá cây xương khỉ rửa thật sạch sau đó nuốt. Cách này giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh. Những ai nên dùng cây xương khỉ? Bệnh nhân viêm dạ dày, viêm họng, người mắc các chứng bệnh liên quan đến gan như viêm gan, vàng da, v.v.
người thường xuyên phải sử dụng rượu bia, ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, người bị đau nhức xương khớp, phong tê thấp, chấn thương, bệnh nhân ung thư, người bình thường cũng nên sử dụng để tăng cường sức khỏe, thanh nhiệt cho cơ thể và làm mát gan. Lưu ý khi sử dụng cây xương khỉ, mặc dù xương khỉ mang lại rất nhiều công dụng chữa bệnh và lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, có một số đối tượng sau đây nên cân nhắc trước khi sử dụng dược liệu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Người bị huyết áp thấp, phụ nữ đang mang thai và cho con bú nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Người dùng dược liệu để điều trị thoái hóa cột sống nên kiêng ăn măng. Để mua được cây bìm điệp xương khỉ chất lượng, các bạn có thể liên hệ đến công ty thảo dược Nguyễn Trân tại số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188. Cuối cùng, các bạn cũng có thể để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại thắc mắc bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.